nón và nó kêu mình ăn rồi học giống anh. Đủ á. Đủ. Rồi rồi rồi. Và đây là tôi đang ở Đà Lạt. Có cái hồ y chang cái hồ Tuyền Long ở Đà Lạt rồi bác. Đà Lạt cũng đắt hơn không luôn. Là cho mắm rồi. Cái này ăn được không? Ngọt lắm. Anh đen mồm. Cái này là anh đen mồm như chó mực luôn. Túm được mấy ông thông hóa thử xem. Cảm ơn các cậu.